Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Đây là chiếc xe Mercedes-Benz E180 đời 2022 các bạn. Thì khi mà chúng ta nhìn ngoại hình của em nó thì chúng ta sẽ thấy không khác bất kỳ gì so với năm 2021, nhưng nó có hai cái option được nâng cấp cho cái chiếc xe này rất là đáng tiền. Đó, thì trước khi đi vào cái phần option đó thì Duy sẽ chia sẻ cho bạn thêm một cái thông tin nữa là về cái dòng xe E-Class sắp tới ha. Thì tương lai định hướng của Mercedes-Benz đó các bạn, thì hiện tại bây giờ thì mỗi cái model xe thì đối với dòng E này thì chúng ta sẽ có ba cái phiên bản là E180, E200 Exclusive cũng như là E300 AMG đó, hoặc là C-Class thì chúng ta lại có C200 Exclusive nè, C200 Avantgarde nè, C200 Avantgarde Plus hoặc là C300 AMG đó. Nhưng tương lai các bạn thì Mercedes-Benz sẽ không còn ra tới 3 phiên bản cho một model nữa mà chỉ là còn 2 phiên bản thôi. Cho nên là dự kiến là chiếc xe E180 này về sau có thể là không được sản xuất nữa. Bởi vì một cái chiếc xe E-Class sắp tới các bạn thì có giá từ 2 tỷ rưỡi trở lên, và khi mà chúng ta lăn bánh thì nó sẽ nằm ở cái mức là 2 tỷ 8. Cho nên là đối với cái xe E180 này, đây là một cái cơ hội rất là hiếm có cho các anh chị và các bạn trong cái thời điểm này ha. Bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem lại toàn bộ cái ngoại hình của chiếc xe Mercedes-Benz E180 đời 2022 này. Đó, các bạn sẽ thấy nè, thì về cái phần đầu xe thì chiếc xe E180 này được thiết kế tương đồng với lại người anh em là E300 AMG. Chiếc xe của chúng ta toát lên được cái vẻ thể thao và năng động vốn có của nó ha. Thì thể thao ở đây là các bạn sẽ thấy ở cái chi tiết là cái lưới tản nhiệt nè, đó, với những cái sọc đứng cũng như là cái logo to bản ở giữa ha. Đó, ngoài ra thì tiếp theo nữa là trên nắp capo chúng ta sẽ có hai cái đường gân nhập nổi. Thì đây là cái phiên bản được thiết kế theo cái phong cách thể thao, cho nên các bạn sẽ thấy nó sẽ khác so với lại chiếc xe E200 Exclusive là cái capo của chúng ta là capo phẳng luôn. Nó sẽ không có những cái đường gân nhập nổi giống như là E180 hoặc là E300 AMG. À, đây là chiếc E300 AMG nè các bạn. Thì khi mà chúng ta nhìn cái xe E300 AMG với lại chiếc xe E180 á, thì nó có cái nét tương đồng rất là giống nhau. Những anh chị và các bạn nào mà chưa có tìm hiểu kỹ về những chiếc xe Mercedes-Benz thì cũng rất là khó phân biệt giữa hai chiếc xe này. Bởi vì vẫn là cái lưới tản nhiệt với cái logo to bản ở giữa ha. Thực ra thì cái chiếc xe E180 này chúng ta muốn biến nó thành một chiếc xe E300 thì nó cũng rất là đơn giản thôi các bạn. Chúng ta chỉ việc thay cái phần mà cản của cái xe nè, cũng như cái phần mâm xe, thì chiếc xe của chúng ta đã trở thành một chiếc xe E300 AMG rồi. Nó rất là đơn giản ha. Đi sang bên hông một chút xíu nữa thì Duy sẽ cho các bạn xem cái phần bộ mâm. Thì đối với cái phiên bản 2021, 2022 thì cái bộ mâm xe của chúng ta vẫn được giữ nguyên các bạn nha, sẽ không có thay đổi phần mâm xe luôn. Đó, vẫn là một cái mâm với lại những cái chi tiết nhôm bóng mặt ngoài cũng như được sơn đen nè. Đó, thì cái bộ mâm này khi mà chúng ta nhìn từ xa thì các bạn sẽ thấy là các bạn tưởng chừng là những cái nang xe nó rất là nhỏ, nhưng mà thực ra nó là cái nang xe nó rất là to. Đó, do chúng ta sơn cái màu đen cho nên cái cảm giác của chúng ta nhìn thấy cái mâm nó sẽ thể thao và cá tính hơn rất là nhiều ha. Lớp xe của chúng ta là lớp Michelin và đây là cái lớp xe Grandlat ha. Thì trước đây các bạn có rất là nhiều những anh chị khi nói về cái xe Grandlat thì thường là sẽ không thích, bởi vì là nghĩ sẽ đi ồn hơn, sẽ dễ bị tét lớp. Nhưng mà không phải các bạn, đó là những cái suy nghĩ sai lầm ha. Về cái lớp xe Grandlat, lớp xe Grandlat này mang đến cái sự an toàn rất là nhiều. Các bạn thử hình dung là khi mà chiếc xe chúng ta lăn bánh ở tốc độ 120 km/h trên đường cao tốc, thì nếu mà trong trường hợp mà cái lớp này mà bị phải cán một cái vật gì nhọn ha, nó nổ lớp thì nó cực kỳ nguy hiểm luôn. Trang bị cái lớp Grandlat thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều, nó sẽ không bị cái trường hợp mà mất áp sức đột ngột các bạn. Bởi vì là cái thành lớp xe này nó rất là dày nha, khi mà xe của chúng ta nó bị xẹp xuống đi thì nó còn một cái lớp chịu lực bằng cao su, nó giúp cho chiếc xe của chúng ta không có bị nghiêng. Cũng như là các bạn thấy nè, về phần mâm xe của chiếc xe E180 này hoặc là E200 Exclusive hoặc là kể cả E300 AMG luôn, cho nên là các bạn sẽ thấy cái phần mâm nó rất là to đó, cái phần cao su dưới này nó rất là mỏng. Trong trường hợp mà Duy nói nè, nếu mà cái chiếc xe của chúng ta nó bị mất áp suất đột ngột đi ha, nó bị xẹp xuống luôn đi, thì nó xẹp xuống chừng một chút xíu như thế này thôi, nó cũng không xẹp quá nhiều, cho nên là chiếc xe của chúng ta vẫn
giữ được cái sự thăng bằng, vẫn giữ được sự ổn định khi mà chúng ta lái xe. Có rất là nhiều những anh chị các bạn chia sẻ là khi mà các anh chị chạy hầu như là không biết cái lớp xe nó bị nổ lớp luôn, chứng tỏ là nó rất là ổn định khi mà chúng ta lái xe nha. Rất là hay luôn cái phần lớp xe run lát này. Vì nghĩ là đây là một cái lớp xe mà các anh chị các bạn đáng được trang bị. Nếu mà xe của chúng ta mà mua mà không có lớp run lát này thì Duy nghĩ các anh chị cũng nên đầu tư cho cái xe của mình thêm cái phần lớp run lát nữa ha, thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều luôn. Một cái điểm mà phải nói là nâng cấp rất là đáng giá trên chiếc xe E180 này, và bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem luôn, đó là cửa hít các bạn. Cửa hít bốn cửa chúng ta là cửa hít luôn. Thì đây là cái phiên bản đầu tiên của chiếc xe E180 mà Mercedes-Benz trang bị cho cửa hít. Thì từ trước tới giờ các bạn thấy hầu như là E180 thường option nó rất là đơn giản luôn, nhưng chiếc xe của chúng ta khi mà đã nâng cấp lên một cái cửa hít như thế này các bạn, thì chứng tỏ là chiếc xe của chúng ta có thể nói là nâng lên một cái tầm cao mới nữa rồi các bạn. Đó, thì có rất là nhiều những anh chị khách hàng nói là ủa sao cái xe E-Class mà nó không có cửa hít ha, nó sẽ không có thế này không có thế kia, bởi vì đây là cái E180 đó, Mercedes-Benz muốn là cho cái giá nó tốt nhất có thể, cũng như là các anh chị các bạn không cần quá nhiều option mà sở hữu được một chiếc xe E-Class với cái giá là rất là tốt. Thì chiếc xe E180 này trước tới giờ nó mang đến cho khách hàng những cái suy nghĩ đó ha. Và bây giờ chiếc xe của chúng ta lại có thêm cái phần tiện nghi là cái cửa hít nè, nó rất là êm ái luôn đó. Và một cái điểm nữa các bạn, đây đó, các bạn sẽ thấy ở trên gương chiếu hậu chúng ta sẽ có một cái đèn hình tam giác nè, đó là cái tính năng là cảnh báo điểm mù. Thì với tính năng cảnh báo điểm mù này, với phiên bản 2022 thì Mercedes-Benz Việt Nam nâng cấp cho ba cái dòng xe, ba cái phiên bản trên cái xe E-Class của mình, đó là E180, E200 Exclusive cũng như là E300 MG mà Duy đã cho các bạn xem rồi. Thì với cái tính năng mà cảnh báo mà điểm mù này thì nó hoạt động rất là hay cũng như cực an toàn luôn các bạn. Bởi vì là ở hai cái phần cản sau khu vực này nó sẽ có một cái cảm biến để mà nó nhận biết những cái chiếc xe đang lưu thông ở khu vực xung quanh hoặc là ở phía sau, để mà khi mà xe của chúng ta rẽ trái hoặc là rẽ phải hoặc là chúng ta chuyển lên đường thì nó sẽ báo trên cái kính chiếu hậu đó, nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Bởi vì khi mà chúng ta nhìn vào gương chiếu hậu các bạn, thì ở cái khu vực này thì chúng ta có thể thấy được xe đang di chuyển phía sau nè, nhưng đến ở cái khu vực như thế này thì hầu như là cái gương chiếu hậu của chúng ta các bạn sẽ thấy là nó sẽ không nhìn thấy được cái người đang ở đi ở bên này hoặc những cái phương tiện giao thông đi ở bên này đó, thì chiếc xe chúng ta cũng sẽ cảnh báo cho chúng ta luôn ha. Đây là một cái điều rất là hay. Và một cái tính năng này nữa các bạn, một option nhỏ này nữa thôi bạn, thực ra là nâng cấp tới 3 option luôn chứ không phải là 2 option giống như Duy nói ban đầu ha. Thì đây đó, một cái chi tiết là một cái cốp điện thôi, rất là đơn giản các bạn, nhưng chiếc xe E180 trước đây không có ha, bây giờ nó đã có rồi. Thực ra thì với 3 cái option này Mercedes-Benz chỉ tăng giá là 49 triệu cho 3 cái option này, thì Duy nghĩ là cái phần mà 3 cái option này Duy nghĩ là với 49 triệu nhà máy họ không phải tăng giá đâu các bạn, nhưng mà Duy nghĩ nó là ở cái mức là điều chỉnh cái tỷ lệ trượt giá thì sẽ đúng hơn. Bởi vì là 3 cái option này thì nó sẽ không bao giờ có cái giá là 49 triệu đâu. Đó, thực ra là 3 cái option này Mercedes-Benz sẽ khuyến mãi cho các anh chị và các bạn sở hữu những cái chiếc xe E180 đặc biệt này. Đó, thì vì như vậy là các anh chị và bạn mà đang quan tâm để mua cho mình một chiếc xe sang trọng nè, vừa tiết kiệm được một cái giá tốt nè, vừa là có nhiều option, thì Duy nghĩ các anh chị và các bạn nên mua chiếc xe E180 này ngay từ bây giờ đi. Đi, để vì sắp tới có thể là Mercedes-Benz sẽ không còn ra cái phiên bản E180 này nữa. Cho nên đây là những con xe mà Duy nghĩ nói thật sự luôn các bạn. Duy chia sẻ là các anh chị nên suy nghĩ về nó nhiều hơn ha, cũng như là có thể đến bên Duy sẽ tư vấn cũng như là mời các anh chị lái thử và trải nghiệm chiếc xe E180 này. Đó, tại sao các bạn? Cái E180 này á, là nó sử dụng một cái động cơ 1.5 nữa các bạn, rất là tiết kiệm nhiên liệu nữa. Đó là một cái tiêu chí để mà phù hợp hơn với lại cái thời điểm mà giá xăng tăng như thời điểm hiện bây giờ ha. À, cũng là một cái yếu tố mà để cho anh chị cân nhắc khi mà chọn cái chiếc xe E180 này. Nếu anh chị các bạn mà quan tâm tới chiếc xe E180 này thì các anh chị có thể là gọi điện cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979, và Duy có thể mời các anh chị xem lại cái clip mà Duy review cái chiếc xe E180. Duy sẽ để link ở trên đây ha, các bạn có thể xem lại
cái phiên bản 2021 cũng như là cập nhật thêm những cái option mới cho chiếc xe 2022 này. Ok, bây giờ Duy xin được phép kết thúc clip tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ những quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz, các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những clip tiếp theo.